Hello, xin chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với channel Xe Máy Gia Rĩ nha các bạn. Thì hôm nay mình lại cập nhật cái lô xe S150 rồi mở kinh cho anh chị và các bạn nha. Giá ở cuối tháng 2 ha. Anh chị và các bạn mình xem, chú ý mình xem kỹ ha. Thì mình sẽ báo nhanh nhất cũng như là cụ thể nhất cho anh chị và các bạn luôn. Mọi người xem thì nhớ like, chia sẻ cũng như là đây. Hôm nay thì mình mới quay lại chính thức cập nhật cho anh chị và các bạn luôn. Thì đồng hành giới thiệu mình trong hôm nay thì có em Liên sẽ hỗ trợ giới thiệu cho anh chị và các bạn ha. Mời Liên ạ. Xin chào mọi người nha. Thì hôm nay Liên sẽ cập nhật giá xe mới nhất. Thì giá xe hiện tại nãy nay thì nó sẽ tăng lên một ít, tại vì sau Tết rồi thì giá xe nó sẽ nhỉnh hơn. Thì Liên sẽ cập nhật giá xe mới nhất cho mọi người nha. Thì với clip này là Liên sẽ cập nhật hai dòng xe, đó là dòng xe MX King và dòng S150. Thì hiện tại MX King thì bên Liên còn đầy đủ màu, như bên cạnh Liên đứng đây là màu xanh GB. Với giá em này hiện tại là 42 triệu nha mọi người. Cái mẫu này được nhập nguyên một con từ Indo nha, thì vẫn sẽ được bảo hành tại cửa hàng Liên là 3 năm. Mình mua xe nhập khẩu thì mình cứ bảo hành tại cửa hàng Liên 3 năm là được. Tất cả các dòng xe bên Liên đều hỗ trợ cho mọi người mua trả góp được luôn. Nếu mà mọi người mua những cái dòng bích kinh như thế này á, thì mọi người đưa trước từ 5 triệu trở lên là mình sẽ mua được nha. Đó là đối với dòng bích kinh. Thì bên Liên còn đầy đủ màu, mọi người yên tâm. 5 triệu thì mình mang theo gì không? Dạ, thì thủ tục bên em vẫn như cũ thôi. Thì chỉ cần chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân là mình mua được. Nói chung á là không có cần thêm sổ hộ khẩu hay bằng lái đâu. Nhưng mà nếu mà mọi người được á, thì mọi người vẫn có thể đem theo nha. Đó, mọi người có thể đem theo được. Còn bên cạnh Liên đứng đây á, là em MX King mà phiên bản kỷ niệm 60 năm á, thì giá nó sẽ cao hơn những cái dòng còn lại là 1 triệu. Thì em này là 43 triệu nha mọi người. Mẫu này là mẫu giới hạn kỷ niệm 60 năm đó. Đó là đối với mẫu này. Ví dụ mà mọi người muốn mua MX King á, mà muốn sơn lại màu á, nếu mà mọi người có mẫu thì cứ gửi qua cho Liên nha. Bên Liên vẫn sơn lại được luôn. Còn đây là mẫu đỏ đen bóng nè. Đó, đó. Gần như MX King đợt này trong video này có thể hiện đủ tất cả các màu, các phiên bản luôn nha mọi người. Dạ đúng rồi, thì hiện tại là bên em quay là tất cả đủ 4 màu luôn. Hiện tại MX King thì nó chỉ có 4 màu, thì bên em quay đầy đủ 4 màu cho mọi người xem luôn đó. Còn này là đen đỏ nè. Mọi người cũng có thể mua màu này, mai mốt mình về mình sơn lại màu đỏ candy hoặc những cái màu khác mình chạy vẫn được nha. Đối với những cái bạn mà lên màu sơn á, ví dụ như màu xanh hoặc màu cam gì đó, bên Liên vẫn đổi cà vẹt hợp lệ cho mọi người nha. Thì sau Tết thì bên Liên vẫn chạy chương trình khuyến mãi ưu đãi, đó là khi mà khách hàng có liên hệ trước với Liên á, Liên sẽ giảm thêm cho mọi người 1 triệu vào tiền xe và hỗ trợ tiền xăng xe cho mọi người lên cửa hàng nha. Và bên Liên hiện tại đang ưu đãi rất là nhiều. Nếu mà mọi người có muốn bán xe cũ á, thì bên Liên vẫn thu lại luôn nha. Và đặc biệt là bên Liên thu lại giá rất là cao luôn. Và đây nè, cái mẫu này nè cũng được nhiều bạn ưa chuộng lắm, là màu vàng đen nha mọi người. Nhưng mà vàng nó kết hợp với dạng như vàng dạ quang á, nó rất là nổi bật luôn. Khi mà đi xe nổi bật, bánh mâm đằng trước á là đi nguyên bánh mâm màu vàng, còn đằng sau nó sẽ có một cái viền vàng cho mọi người nha. Những mẫu như thế này trừ cái phiên bản mà kỷ niệm 60 năm thôi thì giá của em nó là 42 triệu là đã bao gồm thuế VAT luôn. Dạ. Bao gồm VAT rồi. Dạ đúng rồi anh. Mẫu này là bao gồm VAT, còn mẫu kỷ niệm 60 năm này là 43. Tất cả các dòng xe này mình đều trả trước từ 5 triệu trở lên là mình mua được. Và qua bên đây thì Liên sẽ giới thiệu thêm một số màu của S150. Thì nhiều bạn trẻ nói là không biết nên lựa chọn là S150 hay MX King. Thì Liên thấy là hai dòng xe này đa số nó gần giống nhau, kích thước hay cái mô phỏng bên ngoài xe nó đều giống nhau. Nó chỉ khác là MX King này nè mọi người, nó sẽ có thêm một cái bảng nè. Nó thêm có một thêm một cái bảng để mình gắn biển số hay gắn tên gì đó, nó bộ ngoạn đó. Và nó có cần đạp số này, thì S150 nó sẽ không có. Xe này thì được nhập khẩu nguyên một con từ Indo, còn này là xe hãng của Yamaha. Thì mọi người nếu mà mua S150 như thế này á, thì mọi người sẽ bảo hành chính hãng tại Yamaha. Mọi người lấy sổ bảo hành về thì ghé đâu mình bảo hành vẫn được. Còn MX King thì bắt buộc phải bảo hành tại cửa hàng. Đối với dòng S150 thì giá nó cũng vẫn nhỉnh hơn MX King. Xe nhập khẩu lúc nào giá nó cũng ok hơn á. Thì dòng xe này hiện tại là 44 triệu nha mọi người, đối với những cái màu tiêu chuẩn như thế này. Còn những cái phiên bản mà giới hạn á, mẫu màu giới hạn hình như bên Liên hình như còn gần đủ màu á. Hôm nay thì Liên sẽ quay cho mọi người là cái màu xám cam này thôi, tại màu xám cam này được nhiều người hỏi nhiều nhất.
Thì màu xám cam này á, hiện tại giá là 45 triệu nha. Đối với mọi người mua những dòng ẹt này á, thì mọi người trả trước từ 5-6 triệu trở lên là mình mua được rồi. Này cũng bao VAT luôn à? Dạ, bao VAT luôn anh. Cái này thì 44 nha, còn bên này thì 45, giới hạn thì 45 triệu. Trả trước từ 5-6 triệu trở lên là mình mua được. Còn bên đây là mẫu màu đen nhám, đi tem đồng, màu đồng á mọi người, rất là nổi bật. Hồi trước Tết nó cũng một tháng nó bị hết hàng, bây giờ là nó về lại rồi. Thì tất cả các dòng xe mọi người cũng chỉ cần là chứng minh thôi là mình mọi người là đã mua góp được rồi nha. Thì nhiều bạn nếu mà coi hết clip mà vẫn chưa biết cửa hàng Liên ở đâu, bên Liên có ghi bên dưới là cửa hàng Liên ở là 16/23 Bình Quế A, Bình Chuẩn, Thuận An, Bình Dương. Mọi người có thể kết bạn Zalo với Liên, xong rồi Liên gửi định vị, mọi người sẽ dễ đi hơn. Và lên bên Liên còn hỗ trợ tiền xăng và ưu đãi giảm thêm 1 triệu vào tiền xe cho mọi người nữa. Nói chung là mọi thắc mắc hoặc mọi người có thể quan tâm dòng xe nào á, thì cứ liên hệ qua Zalo cho Liên, Liên sẽ tư vấn thêm cho mọi người nha. Đó. Rồi, thì đó là hôm nay thì Bình với Liên cũng đã báo giá cho anh chị và các bạn là toàn bộ các phiên bản của MS King. Hiện tại thì có đủ hết luôn nha mọi người. Ngoài ra thì ngoài MS King thì có những cái phiên bản ẹt, ví dụ như có ẹt phiên bản giới hạn này, hoặc là một số mẫu mà gọi là bình thường. Thì anh chị và các bạn nào mình xem clip này, mình thấy hai cái dòng xe này mình cảm thấy ưng ý, thì mình có thể là kết bạn qua Zalo của em Liên. Em Liên sẽ hỗ trợ mọi người về mặt tư vấn này, trả góp như thế nào này, rồi sang ra tên rồi á, những cái thủ tục mà liên quan tới mua bán thì cứ kết bạn với Liên, Liên sẽ hỗ trợ mọi người. Và các bạn muốn Liên báo giá những cái dòng nào thì mọi người cứ comment ở bên dưới á, thì mình với Liên sẽ báo giá chi tiết cho anh chị và các bạn ha. Mọi người mua xem thì mọi người có thể là ủng hộ bên Liên bằng cách là like, chia sẻ, để hoặc là cần Liên báo giá dòng nào thì mình cứ bình luận bên dưới á. Rồi chắc là mình sẽ kết thúc clip á. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị á.